Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Các bạn nha, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình đến đây kết thúc nha các bạn.